Chào chị. Em mới đi ngang thấy chị hát hay quá. Dạ. Dạ chị bán vé số rồi bán cái gì đó chị? Dạ em bán ca hát vé số. Ca hát vé số hả? Dạ. Rồi kèm kéo nữa hả? Kèm kéo là tối bán phụ quà đêm. Tối cũng có bán vé số nữa. À, bán vé số. Cái này là cháu chị hay con chị? Con gái. Con gái, con nhiêu tuổi rồi con? Mấy tuổi? Mấy? Trời ơi, 7 tuổi gì mà chút xíu vậy đó hả? Sao nhỏ xíu vậy, 7 tuổi mình nhỏ xíu vậy, nãy giờ nhìn tưởng 4-5 tuổi. Rồi đi học chưa, con đi học chưa? Nhóc quá, đi học luôn. À, học lớp 1. Kéo kéo trang chú coi cái mặt xinh không? Trời ơi, cái mặt sáng sủa quá vậy. Răng, cái răng súng rồi kìa, ăn kẹo nhiều quá răng súng rồi kìa. Chị có mấy người con chị? Dạ em 6 đứa rồi. 6 người con rồi hả? Dạ. Còn bé này thứ mấy? Bé này là cái hai đứa cháu. Còn hai đứa nhỏ nữa. Dạ. Trời ơi. Rồi đi bán vé số rồi đi bán kẹo kéo vậy làm sao đủ nuôi mấy đứa? Dạ thì cuộc sống khổ phải bán phải làm. Để con lớn bao nhiêu tuổi rồi? Con lớn mới có 13 14 rồi. Dạ. Chị năm nay bao nhiêu? 48 tuổi rồi. Rồi 48 tuổi đó cả nhà, 48 tuổi mà nhìn chỉ kìa, chỉ gầy còn quá. Nói chung là mình thật sự mình xin lỗi, mình thậm chí không có nói là chị ấy già nhưng mà mưu sinh nhiều quá cho nên 40 mấy tuổi á. Cả nhà mình thấy không, bây giờ đứa con này chị 7 tuổi còn hai đứa nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi vậy chị? À đứa nhỏ nhất là 6 tuổi rồi. À chị là năm 1 quá hả? Dạ năm 1. À, em nghe cái giọng chị hát hay quá. Dạ. Nghe hồi nãy chị nghe giống như là cái giọng thiếu nữ hát vậy đó. Dạ em là bên kênh âm nhạc. Em cũng có nhà ý là muốn mời chị hát để em quay lại kênh đó. Dạ. Để cho khán giả với lại kênh em được một cái gì nè. Khán giả bên em á là rất là quan tâm tới rất là quan tâm tới những mảnh đời khó khăn. Dạ. Và đặc biệt là kênh em là muốn tìm ra những cái mảnh đời khó khăn và những cái nhân tố có giọng hát hay để em mang tiếng hát của những người giọng hát hay tới cho khán giả trong nước và ngoài nước. Dạ. À, không biết chị tên gì ạ? Dạ, em tên Phượng. Dạ, chị Phượng. Dạ. Rồi, thì ngày hôm nay thì có duyên em đi ngang đây vô tình. Em cũng có đi quay mấy chú bên thành phố về chứ. Dạ, thì vô tình đi ngang thì gặp chị. Nãy em thấy chị hát, nói chung là một câu hát thì hai đại con chở nhau và chiếc loa bự dữ vậy. Chiếc loa này bự quá trời bự. Rồi chiếc loa này hơi nguy hiểm thì chị đi xe mà nguy hiểm á. Hôm nay thì em sẽ có, tại vì em đi quay á là em có chiếc loa riêng của bên em. Dạ. Dạ, âm thanh nó ra rất là hay. Nãy em nghe chị hát cái loa này nhưng mà bảo đảm với chị là không bằng chiếc loa bên chỗ em mua đâu. Rất là hay. Thì... cái loa kia hay quá trời luôn. Đó, loa hay quá trời. Cái loa này chị biết không? Hay dữ biết không? Đang hot với thị trường đó là chị xem là kênh em đó. Dạ, là tức là khi mà hát lên là cái âm thanh nó hay và em quay lại khán giả thân mến lắm. Quá trời. Đó. Rồi chút xíu nữa đó em sẽ mang chiếc loa này tới để kết nối với chị hát thử ha. Dạ. Rồi xem thôi khán giả như thế nào. Dạ thì hôm nay chị Phượng có thể hát bài hát gì? Hát con đường xem đi. Con đường xem đi. Dạ rồi. Dạ rồi. À, em ơi em lấy cái loa đó, lấy cái coi để đây cho chị Phượng chị hát rồi. Cái rớt đừng có để đó. Để vậy nó rớt. Đúng rồi nè, rồi để đằng kia luôn đi, để đằng kia kìa. Rồi để đứa em mình nó đang hỗ trợ cái chiếc loa. Rồi ok. Rồi chị Phượng nhắc thử chiếc loa TK-T18 này nha. Đây là chiếc loa mới nhất của bên kênh đường phố của em hả chị? Dạ. Đó chị cũng thấy rồi đó. Đẹp ha. Rồi hôm nay chị hát thử chị so sánh như thế nào nha. Và em nghĩ là chị hát chiếc loa này bảo đảm cho chị là giọng ca của chị hay hơn nữa. Đây là chiếc loa TK-T18 nha các bạn. Mà bên kênh mình là thường xuyên lấy quay nè. Đó, thì cái đầu là ai cũng ghiền cho nó số khỏi hát live cả nhà. Còn chị hát 3-7-2-7-6-7-6. Alo, 5-6-1-2. Dạ, alo. Alo, 1-2-3-4. Rồi, em kết nối bài con đường xưa em đi tông nữ cho chị đi em. Rồi con cứ bán vé số bình thường nha, cứ bán vé số đi con, người ta mua để cho còn nhiều quá trời nè.
đường xưa em đi vạn lên mới tông thề ngô hồn dần tới tê anh làm thơ cu quy cách qua đường lăn nghe chuyện tình ta đã ghi những mùa trắng phú quý vì mưa xuống không về trên trường anh bước đi cố nạn quên đôi mi ngóng theo đường vẫn khỏe hỏi còn ai cố chi trong vui một người xa cuối trời đời đây viên gắn canh say e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài em ơi màu áo phong sương mình ước quý hoàng đứt bàn tay chính nàng dần qua dần hết ân tình tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi thời gian cũ quên gì đã mòn kỳ vẫn ghi ký một đêm chân thành quán bên đường vắng tanh chỉ còn em với canh say e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài em ơi màu áo phong sương mình ước quý hoàng đứt bàn tay chính nàng dần qua dần hết ân tình tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi thời gian cũ quên gì đã mòn kỳ vẫn ghi ký một đêm chân thành quán bên đường vắng tanh chỉ còn em với anh ký một đêm chân thành quán bên đường vắng tanh chỉ còn em.